Về sau tôi rời xa nơi đó, đến Đài Trung theo học với thầy Lý Bính Nam, mới biết cuộc sống của thầy Lý còn đơn giản hơn người xuất gia. Người xuất gia chúng ta còn ăn cơm sáng, thầy không ăn bữa sáng, ngày chỉ ăn một bữa. Người xuất gia chúng ta không bằng thầy. Khi tôi theo thầy cũng muốn thử xem, học theo thầy tiến thêm một bước nữa. Tôi bỏ luôn bữa sáng. Đến tháng thứ 8 mới trình bày với thầy. Tôi nói bây giờ tôi cũng ăn ngày một bữa, nhưng bữa cơm của tôi ăn nhiều hơn thầy. Một bữa thầy dùng hai cái bánh bao nhỏ, tôi phải dùng ba cái. Tiền chi phí cho một ngày của thầy lúc đó là 2 tệ tiền đài, còn tôi dùng một ngày mất 3 tệ. Lúc đó tiền đài đổi qua tiền Mỹ là 1 so với 40. $1 đổi thành 40 tệ tiền đài. Hay nói cách khác, cuộc sống thầy Lý một tháng chỉ cần $1.50. Không dễ. Không phải thầy không có tiền, thu nhập thầy rất tốt. Đương thời thầy là bí thư chủ nhiệm của Phụng Tự Quan Phủ. Lương bổng rất cao. Phụng Tự Quan là Khổng Đức Thành, hậu duệ của Khổng Phu Tử. Phụng Tự Quan ở chính phủ Đài Loan tương đương với bộ trưởng. Địa vị bí thư chủ nhiệm này của thầy rất cao. Tiền lương của thầy còn kiêm thêm giáo thọ của mấy trường học. Bởi vậy thu nhập của thầy rất cao. Ngoại trừ thầy dùng một chút ít trong sinh hoạt hàng ngày ra, số tiền còn lại thầy đều quyên góp làm việc từ thiện, không hề giữ lại. Tu tất cả khổ hạnh. Thầy khổ đến mức độ nào, chúng tôi ở bên cạnh chỉ nhận ra điểm này. Sau khi thầy giảng sanh, chúng tôi thấy nội y của thầy toàn chỗ giá, thầy tự giá, vớ cũng giá, không có đôi nào lành cả, bên dưới giá hết. Bây giờ thầy có một nhà kỷ niệm, tất cả đều trưng bày ở đó, mọi người đều có thể nhìn thấy. Không tích lũy một đồng nào cả, nhưng suốt ngày thầy luôn hoan hỷ, gặp người đều mỉm cười, vô cùng an lạc. Đúng là thâm tâm hoan hỷ. Chúng ta ngồi cạnh thầy như được tắm trong ngọn gió xuân, cảm nhận từ trường của thầy. Không nói chuyện cũng muốn được ngồi lâu bên cạnh thầy. Bình dị dễ gần, hòa nhã thân thiết. Đây chính là tu tất cả khổ hạnh. Tôi theo thầy, lúc đó ở chỗ Pháp Sư Sám Dân, học được một ít tập khí, cũng rất nghiêm khắc. Thầy kêu tôi đến, nói rằng anh không được. Tôi hỏi vì sao không được. Thầy nói anh là tiểu thừa, anh có thể tự độ, không thể độ chúng sanh. Tôi nói vậy phải làm sao? Phải tùy duyên. Buổi tối
có người mời thầy đi dùng cơm. Thầy đưa tôi đi cùng, kêu tôi ngồi bên cạnh thầy. Tùy duyên, kết duyên với mọi người, đừng chấp trước. Lúc này tôi mới hiểu, thì ra Bồ Tát là như thế, nhất định phải kết duyên với chúng sanh, như vậy mới có thể trọng độ chúng sanh. Thầy nói có một số người, đặc biệt là người mới học Phật, người có địa vị thân phận trong xã hội, họ không rõ lắm đối với tình hình của Phật giáo. Họ chỉ có thời gian này, có thời gian rất thành kính mời quý vị. Nếu không đi, nói quý vị làm cao, coi thường họ. Vậy là đến đây, họ đoạn mất cơ duyên được độ. Quý vị vì giới luật thanh tịnh của mình, đây là quý vị tự tư tự lợi, đoạn mất cơ duyên pháp thân huệ mạng của họ. Quý vị không phải Bồ Tát. Lúc này chúng tôi mới hoát nhiên đại ngộ, mới biết trong Phật Pháp giới luật nghiêm khắc nhất đều có khai giá trì phạm. Nó rất linh hoạt, không phải cứng nhắc. Quý vị nhất định phải biết cơ duyên. Khi nào và hoàn cảnh nào, bản thân cần làm gì, phải có trí tuệ. Đây không phải cảm tình. Về sau, chúng tôi đọc trong kinh điển Đại Thừa, nơi có Bồ Tát khiến tất cả chúng sanh sanh tâm hoan hỷ. Thế mới biết Pháp Đại Thừa. Vì sao trong hội Pháp qua Đức Phật dặn dò thời kỳ mạt Pháp phải hoằng dương Đại Thừa? Chúng ta mới hiểu, chỉ có Đại Thừa mới khế nhập căn cơ người hiện đại, gần gũi với tư tưởng của người hiện đại. Nhưng bản thân tu học phải bồi dưỡng chính mình, không từ trong khổ hạnh, nhất định không thể thành tựu. Bản thân nhất định phải dùng khổ hạnh để rèn luyện thân tâm mình, mài sạch tập khí phiền não của mình. Đặc biệt là nhẫn nhục ba la mật. Có không ít người chịu tu không nhẫn được. Không nhẫn được tức hủy bỏ tiền đồ bản thân. Trong Kinh Kim Cang, Đức Phật dạy chúng ta thành tựu tất cả Pháp nhờ nơi nhẫn. Học Phật trước tiên cần phải kiến lập một quan niệm đúng đắn. Nhà triết học gọi là nhân sinh quan và vũ trụ quan. Nếu hai quan niệm này đúng đắn, trên Bồ Đề Đạo thuận buồm xuôi gió. Nhân sinh quan, đời này ta sống trên thế gian là gì? Để phục vụ tất cả chúng sanh, vì để phục vụ quảng đại xã hội. Tuyệt đối không vì mình. Đây là nhân sinh quan của Phật Bồ Tát. Tất cả chúng sanh khắp hư không pháp giới, là một pháp thân.
Kinh điển Đại Thừa thường nói, ba đời mười phương Phật cùng chung một pháp thân. Một tâm, một trí tuệ. Đây là vũ trụ quan của Phật Bồ Tát. Nhìn nhận này tuyệt đối chính xác, hoàn toàn không có sai lầm. Trước tiên, chúng ta kiến lập quan niệm đúng đắn này. Quan niệm này dẫn dắt chúng ta đi cả cuộc đời. Ta triển khai kinh quyển Tự Nhiên Chánh Giải, chánh tri, chánh kiến, thực hành trong cuộc sống là chánh hạnh, hạnh Bồ Tát. Tất cả Phật Bồ Tát an bài, nếu làm thành công là phước của tất cả chúng sanh. Chúng ta phải tận tâm tận lực phục vụ mọi người. Làm không thành công, chúng sanh không có phước báo, bản thân ta có phước. Vì sao vậy? Bớt việc, không cần lao tâm khổ trí nhiều như vậy. Chúng sanh không có phước, bản thân ta có phước. Chúng sanh có phước, bản thân ta phải lao nhọc. Tất cả đều do Phật Bồ Tát sắp xếp, không cần mình lo lắng gì cả. Đương nhiên, chúng ta cũng chúc phúc cho tất cả chúng sanh có thể được Phật Bồ Tát hộ niệm, có thể được tất cả thiện thần ủng hộ, tiêu tai miễn nạn. Chúng ta không sợ nhọc nhằn, dù gian khổ cũng hoan hỷ làm. Đây gọi là học Phật, gọi là học Bồ Tát. Học sinh hoạt của Phật Bồ Tát, học cách xử sự đối nhân tiếp vật của Phật Bồ Tát, học Phật Bồ Tát phục vụ tất cả chúng sanh. Hy sinh phụng hiến là người thế gian nói. Trong Phật Pháp có chăng? Không có. Vì sao không có? Hy sinh phụng hiến, có cái tôi mới hy sinh phụng hiến. Không có cái tôi, ai hy sinh phụng hiến? Phật Pháp buông bỏ hết pháp chấp và ngã chấp, còn có gì để hy sinh phụng hiến? Trong hy sinh phụng hiến không thanh tịnh, Phật Pháp mới thật sự thanh tịnh.
Nam